tự ủng hộ gia đình không? Dạ, lúc đầu thì tụi em cũng không được nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Dạ. Lý do? Gia đình anh ấy bảo là anh ấy đã nhỏ rồi, mà em còn nhỏ hơn anh ấy nữa. Thì sau này mà lấy nhau về, ví dụ như là anh ấy ốm thì làm sao mà em chăm được. Phải lấy một người nào mà khỏe hơn ấy, hoặc là nhìn to cao hơn xíu ấy, sau này mà có gì mà chăm sóc cho nhau được. Khi em nghe như vậy em buồn không? Dạ có. Cái thời gian mà khoảng năm 2017 là lúc đó là anh có về quê, xong có nhiều người bên gia đình á cũng nói như thế, nhưng rồi xong anh ra ngoài này là không liên lạc với em nữa. Khoảng 4-5 tháng không liên lạc, không nhắn tin với nhau. Mấy tháng sau thì em có kiểu như là hồi giờ em ra Hà Nội ấy, anh giúp đỡ cho em nhiều á. Em cũng có lãnh lương, xong rồi em cũng mua cho anh một cái áo sơ mi. Em bảo thì xuống nhà em đưa cho anh cái này, xong rồi anh ấy em mới xuống, xong rồi mới hỏi nhau, hỏi ra. Chào hai bạn. Xin chào Hùng, xin chào My. Xin giới thiệu với hai bạn, chị Ngọc Lan và anh Đức Khuê đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Dạ vâng. Thì hôm nay muốn đến thăm nhà của hai bạn. Vui quá, được hôm nay được ạ, quá được luôn ạ. Thôi bây giờ mời anh chị vào nhà. Okay. Rồi, nhất trí, xin cảm ơn. Rất vui là được đến thăm gia đình của Hùng và My. Thế là gia đình là mình ở là mấy người? Gia đình em thì hai vợ chồng em thuê cùng với ba người bạn nữa. À. Là 5 người thuê 3 phòng 1 cùng ở với nhau. Thế là vậy trước đây là Hùng là ở góc ở đâu? Dạ, Hùng thì ở Nghệ An, nhưng mà học hết 12 thì Hùng đi vào trong Đồng Nai, vào nhà gì trong đấy học nghề để đi làm trong đó. Đến năm 2011 thì là cái đấy mới đi ra đây luôn. À, thế ra đây thì mới gặp My hay là gặp chị My trước? Ừ, ra đây đến được khoảng 5 năm rồi cái đấy mới gặp My. My quê gốc là ở... Em quê ở Ninh Thuận. Thế công việc hàng ngày của My là gì? Em hiện tại đang là nhân viên chỉnh sửa ảnh bất động sản, công ty thuộc cổ phần của Trung tâm Nghị Lực Sống. Thế bây giờ thì công việc chính của Hùng là? Công việc chính của em thì hàng ngày thì em đi dạy tin học cơ bản, tin học văn phòng, Photoshop, nói chung là... Về máy tính? Về máy tính, có cái nào mà mình biết thì mình training cho các bạn. Hai bạn gặp nhau trong hoàn cảnh nào ta? Em tình cờ có xem được trên YouTube á, là quay anh đó đang dạy Photoshop tại Trung tâm Nghị Lực Sống. Xong rồi là em vào em xem thông tin, là tìm hiểu kỹ hơn là trung tâm có dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật. Khi học xong thì có một công việc rất là ổn định, thu nhập cũng rất là cao. Xong rồi em mới lăn la tìm Facebook rồi Zalo, xong rồi em mới kết bạn, rồi cũng nhắn tin hỏi thăm các thứ. Xong rồi bảo là khi nào trung tâm có khóa học mới thì anh báo em để em ra Hà Nội học. Khoảng một tuần sau thì lúc đó anh mới báo cho em là trung tâm có khóa học mới thì em ra học. Thì lúc đó em đi ra Hà Nội thì mới gặp anh. Gặp thấy đẹp trai quá. Không, lúc xem ở trên ấy là đã thấy đẹp trai rồi. Lúc mà chưa gặp nhau ấy, em qua nhắn tin Zalo, Facebook rồi. Kiểu là hồi giờ mình chưa có người gặp người nào bé nhỏ nhỏ như mình á. Thì kiểu thấy anh á, ôi kiểu như thích lắm luôn ấy. Lúc đó là cũng chưa có kiểu là suy nghĩ là tình cảm gì nhiều, nhưng mà kiểu cứ tán đại, kiểu như tán đại rồi xong cứ thả ra bảo là em thích anh này nọ cho nó. À, thì ra là cô này có cua người ta. Sau ra một tuần em đi học thì anh thấy em nhát quá. Hồi xưa em nhát lắm, kiểu như tự ti á, không dám nói chuyện với người lạ, rồi không tiếp xúc và giao tiếp không tốt. Em cũng nhắn tin, cũng hay nhắn tin lắm. Khi đó thì chưa anh chưa có tình cảm, có tình cảm. Xong rồi em có nhắn tin thì anh trả lời thôi, mà đôi khi nhắn không thèm trả lời, gọi nhiều khi lúc đó người ta có bồ quá. Có không? Lúc đó có không? Lúc đấy thì không có, nhưng mà
Tại vì lúc thời điểm ra thì là mình không có gì về tình cảm yêu đương nam nữ đối với My. Và mình thấy là My bé như mình thì mình cũng muốn giúp lại cho My trong những cái tháng mà đi học không có tiền chưa đi làm ấy. Đến bao lâu thì anh Hùng mới có tình cảm với My? Dạ chắc khoảng hơn nửa năm á. Anh cũng có nói thẳng với em luôn là anh chỉ giúp em là vì em cùng cảnh ngộ, giúp em thôi chứ anh không có tình cảm gì với em đâu. Em nghe như thế cũng buồn nhưng mà cũng kệ, nhưng mà vẫn cứ tán. Khoảng một thời gian sau thì kiểu cũng tiếp xúc nhiều với nhau ấy, lúc đó anh mới dần dần có tình cảm. Thế rồi hai bạn cưới nhau bao lâu rồi ta? Bọn em được hơn một năm ạ. Thấy cuộc sống vợ chồng sao? Đối với em thì kiểu ít khi giận nhau và cãi nhau, chưa bao giờ cãi nhau to một lần nào. Thế bình thường thì ở nhà thì hai bạn ai là người lo chuyện bếp núc nè? Dạ em ạ. Vậy thì hôm nay mình phải đổi lại thôi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là một ngày gõ cửa thăm nhà, đến thăm nhà các bạn thì mình đổi lại một tí đi. Hôm nay là Hùng làm bếp đi ha. Ừ, được ạ, em cũng biết đúng không? Em nghĩ là bây giờ em cũng đói bụng rồi đó anh. À thế à? Ừ. Thế có nghĩa là anh em mình là phải đi chợ đấy. Đúng rồi anh. Đi về một xe máy đúng không? Em có làm một cái xe máy thấp bằng tầm em vừa. À thế à? Thế thì bây giờ hai anh em mình đi. Có cần để anh dắt cho không? Em dắt được anh. Em vẫn thường xuyên. Vâng, hàng ngày em vẫn đi. Hàng ngày vẫn đi cái xe bằng này là cái phương tiện đi lại của em đấy à? Dạ vâng ạ. Con này là bao nhiêu phân khối? Dạ 50 thôi anh ạ. Thế em đã bao giờ chở một người lớn hơn em như thế này chưa? Em cũng có thỉnh thoảng chở ạ. Không, nhưng mà anh bây giờ để anh chở nhá. Dạ, em dạ, chỉ có điều là em hướng dẫn cái xe của em cho anh. Đây là đề, còn đây là phanh chân, nhưng mà em chuyển lên phanh trước tại vì em trước đi xem điện của em ấy. Ok. Thì chỉ về lên như này okay. Là dập số vòng. Số là số vòng anh ạ. Số tròn. Ok. Vâng. Bây giờ anh em mình sẽ đi chợ để mua đồ. Vâng. Số 1 đây đúng không? Rồi ạ. Nha. Rồi. Quý vị ơi, hiện tại thì Lan đang ở trong cái căn phòng của đôi vợ chồng trẻ. Một cái căn phòng rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Bây giờ thì My có thể cho chị Lan cũng như là quý vị khán giả biết rằng là cái cuộc sống của tụi em trước khi kết hôn và sau khi kết hôn á, nó có cái gì thay đổi không, nhất là về mặt sức khỏe của mình? Em thấy thì cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Tụi em vẫn cứ đi làm rồi vẫn cứ sinh hoạt trong cuộc sống bình thường thôi chị. Khi mà mình kết hôn rồi thì mình thấy người đàn ông của mình nó có như là mình mong muốn và nó có cái điều gì thay đổi không? Anh Hùng kiểu mẫu người của em, tại vì anh ấy rất là vui này, với lại cũng hay nghĩ cho em, chiều em á chị. Anh có cái gì, có cái gì làm cho mình cảm thấy là mình khó chịu mà mình chưa có nói được không? Tức là có cái tật xấu gì hay không? Tật xấu thì anh thì ngồi hơi bừa bộn, đi làm về thì lột tóc ra chiếc vứt đầu này chiếc vứt đầu kia, rồi xong rồi đồ đạc thì cứ vứt tùm lum lên bàn. Em nhắc bao nhiêu lần mà cứ kiểu vẫn là vứt, và với lại là hơi bẩn xíu. Bẩn là sao? Bẩn là mấy ngày không tắm? Dạ khoảng 3-4 ngày vậy. Trời ơi, mùa hè cũng vậy luôn? Mùa hè thì khoảng 2 ngày, mùa đông thì 3-4 ngày mới chịu tắm. Có khi nào vì những cái tật xấu nhỏ nhỏ đó mà hai vợ chồng cãi nhau không? Dạ không ạ, không vì cái đó mà tụi em cãi nhau. Thế hàng ngày em đi bằng này là cái phương tiện chính của em đúng không? Vâng, trước đây thì em đi xe điện nhưng mà nó bất tiện ấy, cho nên em đặt con xe máy này để em đi làm, người ta làm theo chiều cao của mình ấy. À thế à? Đây chợ đến đây rồi. Ơi, bán gì? Bán chỗ này. Mua gì? Em mua đậu. Đây. Đây. À đây rồi. Đây. Hôm nay là sẽ Hùng định chiêu đãi anh Khuê với cả chị Ngọc Lan món gì? Chị Ngọc Lan ở trong Sài Gòn ra thì ra ngoài này thì em sẽ làm món bún đậu mắm tôm. À rồi, bún đậu mắm tôm đây. Vâng, bò biển. Là xong rồi đấy nhỉ? Rồi, anh em mình xong rồi. Vâng. Ba. Rồi. Ngày xưa lúc mà khi mà hai bạn yêu nhau á thì có nhận được cái sự ủng hộ của gia đình không? Dạ lúc đầu thì tụi em cũng không được nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Dạ. Lý do? Gia đình anh ấy bảo là anh ấy đã nhỏ rồi,
mà em còn nhỏ hơn anh ấy nữa. Thì sau này mà lấy nhau về, ví dụ như là anh ấy ốm thì làm sao mà em chăm được. Phải lấy một người nào mà khỏe hơn ấy, hoặc là nhìn to cao hơn xíu ấy, sau này mà có gì mà chăm sóc cho nhau được. Khi em nghe như vậy em buồn không? Dạ có. Cái thời gian mà khoảng năm 2017 là lúc đó là anh có về quê, xong có nhiều người bên gia đình á cũng nói như thế, nhưng rồi xong anh ra ngoài này là không liên lạc với em nữa. Khoảng 4-5 tháng không liên lạc, không nhắn tin với nhau. Mấy tháng sau thì em có kiểu như là hồi giờ em ra Hà Nội ấy, anh giúp đỡ cho em nhiều á. Em cũng có lãnh lương, xong rồi em cũng mua cho anh một cái áo sơ mi. Em bảo thì xuống nhà em đưa cho anh cái này, xong rồi anh ấy em mới xuống. Xong rồi mới hỏi nhau, hỏi ra vì sao là anh lại như thế. Không nói một lời chia tay nào, nhưng mà im lặng trong một thời gian dài á. Anh mới kể ra là trong gia đình anh có nói lý do là vì sức khỏe. Rồi kiểu bạn bè cũng kiểu cũng nói là em không hợp với anh ấy. Sau đó tụi em mới nói lại. Khi mà em nghe ảnh tâm sự với em như vậy thì cảm giác của mình lúc đó như thế nào? Trước lúc đó mà em mà chưa gặp anh ấy, qua cái tối mà nói chuyện đó là em giận, kiểu em ghét anh ấy. Em cũng bảo là em cũng nhỏ bé như anh, nhưng mà em có thể chăm sóc cho anh được mà. Xong rồi sau đó anh nghe nói như thế thì anh suy nghĩ lại. Thì anh nghĩ là bây giờ anh lớn rồi, anh có thể kiểu như là anh có thể tự quyết định cuộc đời mình á. Tụi em sau khoảng một năm hoặc hơn một năm thì tụi em cưới. Là lúc đó là đã có được sự đồng ý của gia đình hai bên luôn chưa? Dạ rồi ạ. Gia đình anh ấy thì là anh ấy rất thuyết phục. Kiểu như là tụi con yêu nhau thì bây giờ tụi con nhỏ nhưng mà sức khỏe thì tốt, có thể chăm sóc cho nhau được, bố mẹ yên tâm. Còn lúc má em có bảo thì con kiểu như là con nhỏ như này thì không cần phải lấy chồng. Lúc đó em nghe em cũng buồn, nhưng mà sau này em cứ gọi xong rồi thuyết phục ba má thì lúc ba má cũng đồng ý. Thế bây giờ anh sẽ hỗ trợ Hùng những cái việc về mặt xung quanh nhé, để làm sao có một cái bữa cơm thật là ngon. Hồi xưa ở nhà em không biết nấu, ra ngoài thì là mình không nấu thì không có ăn, cho nên phải lăn vào bếp hết. Đúng rồi, muốn ăn phải lăn vào bếp và làm nó quen hết đúng không? Vâng. Thế có thể chia sẻ thêm rộng rộng một chút cho anh Khuê biết và quan trọng là khán giả biết cái gia đình hai bên được không? Nhà em thì có hai anh em thì út. Vâng, còn mẹ bột em ấy thì mất năm 2016 rồi. Còn nhà My thì cũng có năm chị em My là đầu. Bây giờ toàn cũng con cái đi xa hết rồi, có mỗi bố mẹ nhà. Thỉnh thoảng cũng hay gọi về cho bố mẹ vợ hỏi thăm sức khỏe thôi. Khi mà cưới nhau rồi ấy, thì cái việc mà đi thăm hỏi hai bên thì Hùng sẽ bố trí như nào? Thực sự là nhà My thì cách Hà Nội đây là khoảng 1.300-1.400 cây. Đúng rồi, xa xôi. Mà đi máy bay hay là đi ô tô thì đều nó cũng không thuận lợi. Đúng rồi. Cho nên là từ khi cưới My giờ là cũng hơn năm rồi mà chưa về. Mà bọn em đã đặt vé máy bay là Tết này là sẽ về bên nhà My. Còn Tết năm ngoái là về nhà em. Thật ra thì em là một người rất nó nhỏ từ hồi lúc mới sanh luôn đúng không? Cái bệnh của tụi em là thiếu hormone sinh trưởng, tụi em không phát triển như người bình thường cả về thể chất lẫn cả trong và ngoài á chị. Thì em vẫn là muốn lấy một người thì kiểu giống như em giống thôi, như em, vâng. Để có sự đồng cảm. Vâng, với lại là nếu mà là một người bình thường thì nó hơi khó chị ạ. Mỗi lần tụi em đi khám sức khỏe định kỳ là cứ vào siêu âm xong rồi cứ về cứ ra rồi nghe răng cười được bác sĩ bảo thì siêu âm không thấy tìm thấy buồng trứng. Nhưng mà bây giờ với những cái bệnh này thì có trị được? Có chị ạ, nếu mà phát hiện hiện sớm, khoảng mà mấy bạn ấy còn trẻ trẻ khoảng nhỏ nhỏ tuổi mười mấy 20 á, mấy bạn đi tiêm hóc môn á thì mấy bạn có thể phát triển cao lên rồi tăng cân, rồi kiểu cũng có thể có con, phần trăm có con thì nó cao hơn. Dạ. Em có buồn không? Buồn thì em có chị ạ. Hồi xưa lúc em còn ở nhà ấy thì em chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Hồi đó em kiểu hay suy nghĩ tiêu cực ấy. Nhưng mà sau này ra ngoài này học ấy thì em làm quen được nhiều bạn, học thêm nhiều điều hay.
Và nên bây giờ em hết cái kiểu tự ti đó rồi, suy nghĩ những cái điều tiêu cực nữa. Với em, với Hùng, những cái gì mà chị nhìn thấy ở hai vợ chồng em ở trên mạng xã hội thì chị đã có thể an tâm và có thể nói rằng là đấy, mọi người hãy nhìn đi, họ một cái cơ thể nó không có được chỉ số, nó không có được như chúng ta, nhưng họ lại rất là vui vẻ, họ rất là tích cực và họ làm việc rất là hăng say đó. Thì đó là cái mà cái tinh thần mà chị rất là muốn em và Hùng cứ mãi mãi như vậy để mà truyền đến cho khán giả. Chị còn nhiều cái điều chị muốn hỏi em lắm, nhưng mà chắc phải đợi Hùng về rồi chúng ta sẽ có một cái mâm cơm với nhau, rồi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dạ vâng. Ha? Dạ. Ủa sao đãi tôi món đậu hũ vậy? Nhưng mà món này tôi rất thích nha. Tại vì là chị Ngọc Lan ở Sài Gòn ra, cho nên là ra Hà Nội thì phải thưởng thức đặc sản ở Hà Nội. Và thật sự ra em ra Hà Nội chưa bao giờ em được ăn món này nha, toàn ăn trong Sài Gòn thôi. Bạn này là tâm lý vô cùng. Đi chợ Hùng cũng bảo là nên làm món bún đậu mắm tôm để chiêu đãi chị Lan. Đãi khách Sài Gòn. Đi Khuê chở Hùng đi bằng cái xe máy của Hùng. Em đang thắc mắc là không biết anh đi xe máy của Hùng á thì anh sẽ ngồi như thế nào, tại vì theo em hình dung là cái xe rất là bé. Đúng rồi. Xuống nhìn cái xe mà bé thì đầu tiên Hùng cũng nói là sẽ chở anh Khuê, nhưng mà anh Khuê bảo được rồi yên tâm, anh sẽ chở em. Trước đây mà những ai mà người gọi là lớn hơn em ngồi sau xe em thì đều bị những người xung quanh, tại vì người ta không biết, người ta cứ tưởng em là trẻ con, thì là bảo này cái ông kia làm sao lại để cháu chở thế kia, hay là sao lại để cho con chở, hay là ví dụ em mà có chờ một cái anh trong phòng em cao hơn em tí thôi cũng bảo đấy, thằng anh không chờ bắt thằng em đi chờ kia nguy hiểm lắm. Không, thật ra là chị hỏi nè, có bao giờ mà bạn chạy mà bạn bị mấy chú công an thổi vô là tại vì trẻ con mà lại đi xe máy không? Em từ khi mua xe được hơn 5 giờ chưa bao giờ bị công an. Nếu mỗi lần nhìn thấy công an thì rất là sợ, nhưng đi qua thì các chú công an một là cười, hai là ngoảnh cho đi thôi. Vậy hả? Không, như vậy là em nghĩ rằng là hai bạn này là cũng nổi tiếng ở trên mạng xã hội, nên là chắc các chú công an biết tuổi thật rồi. Thôi mình nhìn mình ăn đi. Vâng. Ngon quá. Ngon rồi. Em thì thích mấy cái dưa cà canh thôi đó, còn thịt cá lại không thích lắm. Hồi nãy khi mà chị nói chuyện với My á, thì My có tâm sự với chị rằng là có một giai đoạn cái mối quan hệ tình cảm của hai bạn này á, là bị gia đình của Hùng phản đối. À, thế à? Bởi vì ba mẹ Hùng nghĩ rằng là Hùng đã nhỏ rồi, thì phải lấy một cái người to để mà đỡ đần trong cái việc mà chăm sóc lúc đau ốm đâu này nọ. Đằng này My thì lại còn nhỏ hơn nữa, sức khỏe còn yếu hơn nữa. Thì hai bạn có gián đoạn một thời gian, và lúc đó là My rất là buồn, em có biết không? Thời gian đấy thì em còn, tức là em còn không dám nói ra là chia tay hay như nào ấy. Thì một phần này cũng sợ My buồn quá, rồi làm em còn, trong đầu em còn nghĩ sợ tự tử, cho nên là em không dám nói cái đấy ra. Mà em thường thường em hay hỏi những cái người nhắn tin, hỏi những cái người ở trong công ty My này hoặc là ở cùng My ấy, thì xem là tình hình như nào thôi. Nhưng mà em im lặng suốt cả 4 tháng, nãy My nói 4 tháng luôn á. Vâng. Thế đến bây giờ bố mẹ thì thế nào với có thay đổi không? Mọi người thì lại hiểu, thay đổi theo Hùng ạ. Tức là lúc đầu mọi người cũng không phải là phản đối quá gay gắt, mà mọi người chỉ ngồi phân tích, cũng chỉ là có ngược ngược. Cũng làm cho mình phải suy nghĩ. Đấy thì cái thứ nhất là vừa gia đình và một số bạn bè có khuyên. Cái thứ hai nữa là mình cũng nghĩ mình lấy My thì liệu rằng là hai đứa lấy về thì mình có lo được cho My cái cuộc sống hạnh phúc như những người, như những cặp vợ chồng khác hay không, cho nên là hơi đắn đo. Sau mấy tháng sau này gặp lại My thì Hùng đã quyết định gọi là mình vẫn tiếp tục với nhau. Và từ đấy thì mỗi lần về quê thì là bố mẹ hay họ hàng vẫn cứ nói như đợt trước ấy, nhưng mà mình sẽ đứng ra mình giải thích, bảo bố mẹ là bây giờ muốn con lấy một người lớn hơn nữa, thì cái nhà gia đình nhà lớn hơn nữa thì người ta cũng mong muốn là con của họ cũng lấy được một người chồng là to khỏe hơn người đấy nữa, thì sẽ không bao giờ mà có được. Cho nên là con thấy thì bây giờ con sẽ lấy một cái người mà nó phù hợp với con. Chứ còn là to hơn hay như nào thì, nếu to hơn thì sau này mình có liệu có giữ được hay không, mình lại suốt ngày đi theo rất là mệt. Cho nên là mình cần phải tìm người phù hợp và gọi là chịu đựng được tính mình.
Tại vì là Hùng hơi vô tâm một tí. Vô tâm vợ dơ nữa nha. Nãy bóc phốt rồi. Bóc phốt rồi. Sau một năm cưới ở với nhau thì là công việc và mọi thứ cũng đều thuận lợi, cho nên là những cái đấy thì mình cũng đã chứng minh được cho mọi người xung quanh biết được rằng là mình có thể lo được rồi, chứ không cần phải đi giải thích nữa. Đấy thì hai bạn từ đâu mà hai bạn lại bắt đầu cái công việc là làm kênh YouTube? Và có nghĩ rằng là nó thành công đến như vậy không? Kênh YouTube thì lúc đầu thì em không nghĩ là làm mà nó sẽ được như thế đâu. Cái đợt đấy là đợt dịch Covid đợt một, tất cả học sinh cả nước nghỉ, suốt ngày chỉ ở nhà rồi là đi ra đi vào rất là chán. Có cái điện thoại với có cái máy quay bảo nghe thôi mình cứ thử quay đi. Mình cứ thử quay gọi là lên chơi chơi thôi, xem như nào. Thì rất là may mắn là khi mà quay một hai cái video lần đầu lên ấy, thì cũng được nhiều người xem ủng hộ nữa. Rồi là thấy mọi người xung quanh chơi TikTok và cũng tài vào. Thế là cũng hai vợ chồng cũng nói chuyện rồi là nhảy vui vui một hai video thôi. Thì sau một đêm ôi sao nhiều người follow này. Thế là giật mình bảo thế thì mình đăng vài cái nữa. Thế dần dần như thế thì cứ đăng video vừa YouTube vừa TikTok. Thì là trên TikTok thì tiếp cận được nhiều người hơn, mọi người lại qua YouTube ủng hộ. Thì từ đấy đến giờ thì cứ trong cuộc sống của mình thì là mình đi chợ, mình nấu ăn hay mình đi vui chơi ở đâu thì mình quay lại thôi. Cái thứ nhất là mình vừa có cái kỷ niệm cho mình. Và cái thứ hai thì thông qua cái này thì Hùng cũng rất là muốn là có một cái góc nhìn của đối với những người khuyết tật, gọi tự quay về họ riêng để cho khán giả, để cho những người ngoài xã hội họ thấy được, hiểu nhiều hơn về người khuyết tật. Người khuyết tật cũng có nhu cầu đi vui chơi, đi ca, đi hát, rồi đi chụp ảnh các thứ này. Chứ còn nhưng mà khi đăng lên những cái video như thế thì cũng có rất là một số người trái chiều á, bảo người khuyết tật thì còn đi chụp ảnh, người khuyết tật thì còn bày đặt đi ăn nhà hàng thế. Càng nói như thế thì Hùng nghĩ là Hùng cần phải kiếm những cái chủ đề nào mà nó làm càng nhiều về cái góc cạnh của người khuyết tật như thế, để mọi người hiểu ra à, người khuyết tật thì cũng họ cũng là con người và họ đều có nhu cầu như những người khác. Yeah. Hay quá, hay quá. Mà định kỳ là bao nhiêu? Cũng tùy, có hôm thì có những tuần thì ngày nào cũng có video, còn có những khi thì 2-3 ngày. Tùy công việc của mình. Mình không phải là chuyên YouTube mà mình công việc chính của mình là đi dạy. Mình chỉ dành những cái thời gian rảnh hoặc là những hôm nào mà mình không phải đi dạy, mình tranh thủ mình làm thôi. Thật ra là cái mục đích ban đầu của hai bạn làm cũng phải là để kiếm tiền. Đúng giống rồi. Như là những một số cái bạn YouTuber khác, mà là chỉ là để lan tỏa thôi. Và rõ ràng là cái sự lan tỏa nó thành công. Và lan tỏa được rất là nhiều. Thế thì từ trước tới giờ mình có hay nhận được hay có hay phải đối diện với lại những cái vấn đề, những cái lời nói tiêu cực của mọi người dành cho mình hay không? Có. Trước đây em cũng đi làm ở Hà Nội rồi, ở làm một công ty sửa ảnh của Đan Mạch ấy. Thì em qua trung tâm em đi dạy, tức là mình làm tình nguyện viên. Thì khi đấy không có thời gian full time, mà cuối tuần hoặc là một tuần mình dành 1-2 buổi qua dạy miễn phí ở trung tâm đây. Thì là mình đi xe buýt một mình thì lên người ta hỏi là đi mình cháu đi về nhà, bảo vâng, bảo nên cháu bao nhiêu tuổi rồi. Thì mình cũng bảo với thật, bảo là gần 30. Người ta bảo là đừng có nói điêu, trẻ con thì phải nói thật. Bảo nên nói thật đấy, bảo người ta hỏi là thế bây giờ đi đâu ấy, bảo nên cháu giờ đi làm. Bảo như mày làm được cái gì, bảo như mày làm được cái gì. Đấy, thì những cái câu nói đấy thì lúc đấy thì Hùng hơi buồn. Nhưng mà bây giờ thì không. Nhưng mà nếu như mà gặp những người mà khuyết tật mà người ta ít va chạm ra xã hội thì những câu nói đấy sẽ tổn thương họ rất là nhiều. Thì khi mà nếu như người nghe phải câu nói đấy mà chưa có một cái công việc, chưa có một cái sự nghiệp gì trong tay ấy, thì sẽ làm họ trùn bước hơn. Sẽ làm họ nghĩ là mình đúng là vô dụng. Thấy ai cũng nói như thế, chắc là mình không làm được gì đâu, thôi mình đừng làm nữa. Nhưng mà đó là Hùng. Chứ còn mà với My thì chị nghĩ là My cũng đã không ít lần va chạm với những cái việc như vậy. Bản thân em lúc đó nghĩ như thế nào? Em cũng nghe nhiều câu nói kiểu như thế, cũng rất là buồn. Hồi xưa lúc em còn ở quê là có người bảo với em là mày đi học để làm gì, sau này không tìm được công việc làm đâu, ở nhà đi phụ ba má thôi chứ đi học làm gì. Nghe rất là buồn luôn á. Lúc đó thì em kiểu suy nghĩ đơn giản lắm, em cũng không thể nào mà kiểu suy nghĩ mà tích cực hơn ấy. Mọi người nói như thế rồi em cứ lần em từ bỏ luôn, rồi em cũng không có làm được cái điều gì mà nó tốt hơn nữa ấy. Bây giờ mình suy nghĩ là mình cứ ở quê thì mình cứ quanh quẩn ở nhà thôi, chứ còn không được tiếp xúc nhiều, với lại không được thì học hỏi nhiều cái điều mà tốt đẹp hơn ở ngoài ấy. Anh nghĩ chắc là
cái thay đổi, cái suy nghĩ cũng như là cuộc sống của em có lẽ là hứng. Lúc khi mà gặp được Hùng. Dạ. Đúng, em cũng đang nghĩ như vậy. Đúng thế không em? Dạ đúng ạ. Hai đứa đã lấy nhau được hơn một năm rồi. Dạ. Thế thì có còn cái điều gì làm cho hai đứa cảm thấy trăn trở và hai đứa chưa có làm được hay không? Như vợ chồng em thì cái bệnh của vợ chồng em thì không thể có con cả hai đứa. Bọn em là gọi là thiếu hóc môn sinh trưởng toàn diện. Không một. Nên là cái cơ thể của bọn em như một đứa trẻ 5-6 tuổi. Chứ đầu óc thì suy nghĩ như người lớn, còn cơ thể thì như một đứa trẻ 5-6 tuổi. Nhưng mà tụi em vẫn rất là vui với cái cuộc sống như vậy chứ. Đúng tụi rồi. Em không có. Tức là anh thấy được cái giá trị của các em là em đã mang niềm vui đến cho hai bạn. Tức là hai bạn cùng nhau phát triển trong cuộc sống này và là tạo những cái giá trị trong công việc có ích cho xã hội. Thực chất mình xác định mình hiểu được rõ cái tình trạng của mình như nào, cho nên là mình cũng không có buồn hay là cũng không có hy vọng gì nhiều ấy. Thì mình tại vì cái bệnh này thì mình cũng tìm hiểu nhiều trên mạng và cũng có các cái chuyên gia người ta cũng tư vấn rồi, nên mình hiểu rồi, cho nên là không có gì phải suy nghĩ. Tức là mình cũng không có cái điều gì mà mình nuối tiếc nữa. Công việc chính của mình thì mình cũng đã vừa làm có một ít kinh tế và vừa đi giúp các bạn rồi. Một phần nữa thì là mình làm YouTube cũng có cái thu nhập, nó không phải cao lắm nhưng mà cũng thoải mái để mà lo cho hai đứa rồi. Thì cái dự định thì sẽ cố gắng khoảng 2-3 năm nữa thì cũng sẽ kiếm một cái ngôi nhà để an cư. Mình tin là sớm muộn với nghị lực của hai bạn thì sẽ sớm muộn sẽ có những cái điều mong ước đó sẽ trở thành hiện thực. Quan trọng là cái thái độ sống của mình. Đúng như rồi. Thế nào thôi. Và hai bạn rõ ràng có cái thái độ rất là tốt, rất là tích cực. Một cái minh chứng sống đó là Hùng đã truyền được cái cảm hứng cho My. Và rõ ràng là thay đổi được rất là nhiều suy nghĩ ở trong My, đã khiến cho My bỏ bớt cái tự ti của mình đi và hiểu được cái giá trị của mình trong cái xã hội này, đúng không? Vâng, anh giúp đỡ em từ khi em mới bắt đầu bước ra ngoài Hà Nội cho tới bây giờ anh vẫn giúp đỡ em. Chính là em là người có chiến lược và có tầm nhìn. Em nhìn ra được người ta là em cua liền. Là may mắn mà. Em may mắn thì có người chồng như anh. Thực sự là trước đây thì là khi mà chưa cưới thì cũng nghĩ là không biết là sau này hai đứa về thì có ở với nhau thì có hợp với không hay là suốt ngày cãi nhau. Nhưng mà khi ở với nhau thì là mình thấy là My là giống như là những cái gì mà mình còn thiếu ấy. Những là cái người mà hiểu mình và luôn bên mình ấy. Tại vì Hùng thì có tính hơi vô tâm, rất là ít nhắn tin hay gọi điện. Thì My có thể là hiểu được cái tính đấy của Hùng và không có chấp những cái tính đấy. Rồi là cũng rất là đảm đang trong công việc đi chợ nấu ăn. Nói chung trước đây thì là khi ở với bạn bè rồi, mình muốn ăn món gì thì mình một là mình đi chợ về mình nấu. Còn không thì cứ ăn theo món mọi người thôi. Còn bây giờ có vợ rồi thì... Thích ăn gì sẽ nói. Mày vợ là... Với mình là nấu món này thì anh thèm lắm. Thế là vợ là... Tuyệt vời, đấy á. Hôm nay thì em nhân có cái chương trình gõ cửa thăm nhà thì em cũng có một cái món quà tặng vợ. Ý. Ôi, đây thì hôm nay thì anh có một cái món quà tặng em. Cái này thì nó nhỏ bé thôi nhưng mà anh nghĩ là em chắc chắn là sẽ thích, sẽ ngạc nhiên. Anh nhẹ tay nhá, hàng dễ vỡ. Kim cương. Kim cương mà vỡ quá vậy. À, biết cái gì không? Cái để trồng hoa hoặc là cắm hoa ấy. Ủa, cái này hôm bữa trước em hỏi mà em thấy nó đắt quá em chưa có mua. Trên công ty thì cái bàn làm việc của My thì My sẽ đem cái này lên và có cắm hoa hoặc là trồng những cái cây thủy sinh ở đây xinh hai cái. Đây thì nó có đồ dùng đây rồi thì tí nữa anh sẽ hướng dẫn cho em cách lắp ráp để em đưa lên công ty. Hôm trước em định mua để về em trồng cái dây trường sinh á. Nhưng mà em hỏi xong rồi cái em thấy nó đắt cho nên em không mua nữa. Như vậy là chứng tỏ một điều là bạn này không phải là vô tâm đâu. Bạn này rất là quan tâm nhưng vì bạn này không có phải là cái gu người thể hiện. Đúng, em thì ra đường thì như các cặp đôi khác thì hay thể hiện nhưng mà em lại ít, em thì có khi mà về nhà với nhau thôi ạ. Hai bạn này làm cho em rất là xúc động nha. Rất là thích những cái hình ảnh như thế này. Bởi vì đây là những hình ảnh mà nó có cái sức lan tỏa khủng khiếp lắm kìa. Nó sẽ làm cho những con người cô đơn họ sẽ cảm thấy là họ muốn có bồ. Rất là cảm ơn hai bạn. Cảm ơn câu chuyện của hai bạn đã mang đến cho chương trình. Cảm ơn anh chị hôm nay đã ghé thăm nhà. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.